Kính thưa quý khán thính giả, VTV 55.2, chúng tôi đang đứng đây ở trong State Capitol và chúng tôi đứng trước các cô bận áo dài vàng ba sọc đỏ rất là đẹp và đầy ý nghĩa. Thì Diana xin phép đây thưa các cô giới thiệu quý danh của các cô và cái cảm nghĩ của các cô. Kính mời các cô. Kính thưa quý vị, hôm nay là cái ngày tổ chức ở Austin, cái ngày vinh danh người lính Việt Nam Cộng Hòa. Tôi tên là Thiên Lan, được tham dự ngày này rất là vinh dự và lên đây tất cả các anh chị em và tất cả những người Việt của chúng ta đã đến đây và tham dự cái ngày hôm nay. Mình rất là vinh dự vì mình đã đại diện được một cái đất nước của Việt Nam mình hôm nay. Mình rất vui mừng và được gặp tất cả các bạn hữu và tất cả ở đây. Rất cảm ơn. Hôm nay là cũng ngày là tháng Tư Đen. Tháng Tư Đen là một cái tháng 40 năm nước Việt Nam của mình mất nước. Cái cảm nghĩ của các cô khi mà mình mất nước 40 năm đã trải qua như vậy. Thưa các cô, có thể là chia sẻ cái cảm nghĩ của các cô. Tháng Tư là một tháng rất là đau buồn vì đã 40 năm rồi chúng ta đã mất nước, đã bỏ nước ra đi vì hai chữ tự do. Và hàng năm tới tháng 4 thì tất cả mọi người đều gọi là quốc tang, tại vì chúng ta phải ra đi bỏ quê cha đất tổ, và tới tháng 4 là rất là ngậm ngùi, rất là đau thương. Một lần nữa Diana, đại diện đài VTV 55.2, cảm ơn các cô rất nhiều và chúc các cô trên đường đi trở về Houston được bình an. Dạ, cảm ơn các cô. Dạ. Thank you. Thưa tất cả các bậc trưởng thượng cũng như tất cả hội đoàn quân đội, hội đoàn ái hữu, nghị viên Richard và cũng như tất cả các anh chị hiện diện hôm nay. Thứ nhất là Hiệp Võ xin cảm ơn tất cả quý đồng hương đã bỏ một cái ngày giờ quý báu một ngày. Biết có các anh các chị đang đi làm nhưng mà bỏ ngày giờ để đi tham dự cái buổi vinh danh tại Quốc hội Tây bang Texas hôm nay, thì Hiệp Võ cũng rất lấy làm hãnh diện. Thì trong cái ngày hôm nay thì kể như là hết nguyên buổi sáng thì Hạ viện cũng rất là thành công, những vị dân biểu cũng đã ủng hộ chúng ta tới cùng, và cũng có một cái cơ hội mà để mà Hiệp Võ một lần nữa nhắc nhở cho những đồng viện tại Hạ viện là cái có sự hiện diện của cộng đồng người Việt của chúng ta tại những thành phố khác nhau tại tiểu bang Texas. Và cái quan trọng hơn hết là Hiệp Võ cũng nhắc nhở với lại những người bạn đó là hãy ủng hộ cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của cộng đồng người Việt của chúng ta. Đây là cũng phải là cái điều mới lạ gì. Sẵn đây thì cũng xin cảm ơn tất cả những cơ quan truyền thông, truyền thanh, báo chí và truyền hình cũng có mặt hôm nay, cũng như là cái sự đóng góp của tất cả những nhà bảo trợ, những cái công ty, những cái hãng xưởng. Sư của Tây bang Texas, họ đã bỏ ra mỗi người một chút và họ đã cho chúng ta để đầy đủ cho cái buổi ăn hôm nay. Thì mặc dù họ có tới và vui với chiều vui với Hiệp Võ,
nhưng mà họ không muốn khóa này, họ không muốn phát biểu một cái gì hết, nhưng mà chúng ta cũng có một cái list rất là dài, khoảng 20 cái công ty khác nhau của người Mỹ tại tiểu bang Texas ủng hộ cho chúng ta cái phần ăn trưa hôm nay, và cũng như là những nhà bảo trợ tại Houston trong cộng đồng Việt Nam cũng đã giúp cho Hugh Bục Võ những cái chi phí trong những cái chuyến xe bus, cũng như cộng đồng Houston, Dallas Fort Worth, San Antonio và những nơi khác cũng đã bỏ ngày giờ tới có mặt ngày hôm nay. Và thưa quý đồng hương, thì trong cái tinh thần làm việc chung thì Hugh Bục Võ rất là bằng hãnh diện đã được sự giúp đỡ của rất là nhiều anh chị em thiện nguyện trong những ngày, những cái năm mà Hugh Bục Võ ứng cử ra tại thành phố Houston, tại Harris County trong cái đơn vị 149, thì có nhiều đồng hương quý mến Hugh Bục Võ đã ủng hộ Hugh Bục Võ từ mấy lâu nay. Hội khác cũng đã giúp cho kêu gọi những đồng hương của những cái thành phố khác để tham dự cái ngày hôm nay. Hugh Bục Võ rất là cảm ơn tất cả anh chị thiện viên mà đã giúp cho hôm nay cho một mình Hugh Bục Võ làm không hết được. Và thưa quý đồng hương, kính thưa tất cả quý vị hội đoàn, quân đội thuộc quân binh chủng Hải lục Không quân và Cảnh sát Quốc gia, kính thưa quý đồng hương và quý chiến hữu thân mến, ngày hôm nay cộng đồng người Việt quốc gia Việt Nam tại Austin, Houston, Dallas, San Antonio, chúng ta cùng quây quần về thủ đô Texas để làm lễ vinh danh người Việt quốc gia Texas. Đó là một ngày lễ long trọng đã được dân biểu Hugh Bục Võ tổ chức ngày hôm nay. Trong không khí tưng bừng đó, chúng ta cũng không quên dừng lại nơi đây trước tượng đài chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh đã hy sinh cho Tổ quốc Việt Nam. Chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể quý vị hướng về tượng đài cùng làm lễ chào quốc kỳ. Lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ bắt đầu. Chúng chào bắt. Người con dân ta vững bền tâm
chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa chấm dứt. Đền chân xuống. Hào diện ngay. Chúng ta tưởng niệm đến 58.000 quân nhân Hoa Kỳ và đồng minh đã hy sinh để bảo vệ nền độc lập của miền Nam Việt Nam. Và sau hết, chúng ta tưởng niệm đến những người thân yêu của chúng ta đã vì tự do đã ra đi và chết trên con đường tìm tự do. Phúc mặc niệm bắt đầu. Chúng tôi trân trọng kính mời cựu sinh viên sĩ quan Thủ Đức Austin cùng tất cả cựu quân nhân và Mr. Patrick Reddy lên đặt vòng hoa trước tượng đài. Hôm nay cũng là một cái ngày mà để đánh dấu kỷ niệm 40 năm của người Việt của chúng ta rời khỏi quê hương. Và cái quê đồng hương ngày 30 tháng 4, không có ai mà không nhớ tới cái ngày quốc hận 30 tháng 4. Phần đông những người miền Nam Việt Nam phải khốn khổ về cái ngày đó. Chúng ta lúc nào cũng quay hướng về quê hương mà nhìn lại nước Việt Nam của chúng ta hiện giờ còn vì sự kèm kẹp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, và lúc nào chúng ta cũng không ngần nghĩ mà để tranh đấu cho sớm có một nước dân chủ, tự do và nhân quyền. Và bữa nay là một cái ngày rất là hãnh diện, quý vị quan khách hiện diện hôm nay thấy sự gắn bó với nhau. Mặc dù 40 năm chúng ta đã làm rất là nhiều cho cái cộng đồng người Việt của chúng ta, và chúng ta như một quả cũng xin tiếp kêu gọi tất cả các đồng hương tiếp tục tranh đấu để xây dựng một cộng đồng người Việt của chúng ta càng vững mạnh hơn nữa. Đây là những người quân nhân của tiểu bang Texas, trong đó có tất cả những sắc dân, và một trong những sắc dân đó là những người gốc Á. Chúng tôi tới đây để ghi ân và tưởng niệm công lao của họ, và cũng nhằm ngày 30 tháng 4, ngày đen tối nhất của lịch sử đất nước Việt Nam, chúng tôi cũng muốn ghi ân và tưởng nhớ đến những người đã mất mạng để hy sinh cho đất nước Việt Nam. Nhưng mặt trời lặn thì mặt trời lại lên trở lại, nghĩa là chúng ta vẫn còn ánh sáng. Tụi Cộng sản Việt Nam chẳng khác như là ma cà rồng, chúng nó hút máu của dân lành, chỉ hút được bao nhiêu thôi chúng nó sẽ dần dần chết đi. Chúng ta chỉ cần sáng rọi lên như một ánh sáng mặt trời là chúng nó sẽ bị tiêu diệt. Bởi thế cho nên Vích cũng khuyến khích các anh chị em tuổi trẻ và thúc đẩy các anh, cha, chú, cô, bác luôn luôn
giữ vững niềm tin là tuổi trẻ sẽ và tiếp tục đi theo con đường mà các anh cha, các chú bác đã vạch sẵn cho các em, các con, và luôn luôn giữ vững tinh thần Việt Nam tự do, dân chủ, bác ái và luôn luôn hy sinh cho Tổ quốc. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị.